Xin chào tất cả mọi người, em là Phạm Chí đến từ Đồ Xưa Tuyển Chọn Gò Dấp. Hôm nay lên một chiếc đồng hồ để bàn cho anh em mình tham khảo ha. Giống như tiêu đề em có đề ha, dành cho các bác thích mấy dòng cổ. Thì những chiếc đồng hồ vai bò này nó cực kỳ sâu tuổi anh em ha. Đây là những chiếc vai bò cổ. Rồi anh em mình đi xem con vai bò cổ này nó có cái gì hay, anh em mình cùng đi soi với em ha, cùng đồng kiểm tra với em xem nó có cái gì hay. Rồi trước tiên cũng như mọi khi em báo kích thước cho anh em mình dễ hình dung ha, nó ngang là 49, cao là 23, sâu là 17, đường kính mặt số là 13 cm. Anh em thấy cái chiều sâu của nó ghê không ạ? Thường là những cái con bò cổ cái độ sâu của nó rất là sâu anh em ha. Đó, anh em coi cái độ sâu của nó. Đó. Rồi. Đây là con vai bò đến từ nhà Kenzi anh em ha. Đó, Kenzi của Đức xuất Mỹ. Đó. Và được nhập Mỹ về anh em ha. Con này là con Kenzi của Đức, sản xuất tại Đức, xuất thị trường Mỹ. Đó. Nghe xuất thị trường Mỹ là khoái anh em ha. Rồi anh em đi soi với em ha. Đây là cái chỉ ở bên trái này nè, đẹp không anh em? Anh em coi cái vân gỗ, nước vân gỗ của nó nè anh em. Còn tươi không anh em? Quá trời tươi anh em ha. Đó, cái nước vân gỗ của nó nè, cái lớp veneer đó anh em. Đó. Đây, em soi từ từ cho anh em mình xem ha. Chơi với em là phải như vậy anh em ha. Con nào nó ra con đó. Đó. Anh em coi soi cái lớp veneer của nó. Rồi, đây là cái phần chỉ bên phải đây nè. Đây là phần chỉ trước đây nè, nó liên lạc như vậy nè. Ở đây thì nó nhấn nhá hai cái veneer nu anh em ha. Đây anh em thấy nu mà, đó nu đây nè. Nu là khác, gụ là khác anh em ha. Anh em phải phân biệt cái vân nu với vân gụ ha. Đó, đây là nu đây nè, hai cái miếng nu đây. Đây là cái chỉ trước đây nè, liền lạc luôn em, quá liền lạc anh em ha. Em là tiêu chí cả chơi là phải đẹp anh em, cái gì đẹp là phải ha. Tại vì sao? Tại vì cái đẹp á, mình đem vô nhà mình nó đẹp, cái xấu mình đem vô nhà mình nó xấu. Làm gì làm nó phải đẹp, cái anh em thấy cái veneer nu của nó đẹp mà. Hai miếng veneer nu rất đẹp anh em ha. Chơi thì mình phải sôi anh em, sôi kỹ vô, bỏ tiền ra chơi phải sôi chứ. Mình chơi mình mua món đồ về mình ngồi mình ngắm mình nghĩa mình kiểm tra nó này kia nọ thấy mới thích thú anh em ơi, chứ không phải mua xong về liền đó. Sôi cho nó đẹp. Con này thì nó anh em coi cái vành đồng của nó nè, còn rất đẹp anh em ha. Mặt sôi đây đương nhiên phải là kiến mò. Cái kiểu mò mà cái đường kính nhỏ như thế này thì nó cũng hiếm anh em ha. Rồi đây thương hiệu Kenzi. Anh em thấy cái mặt sổ không à? Nó cổ anh em ha. Tất cả chữ này là chữ nổi hết anh em ha, chữ nổi hết. Số nổi hết, Kenzi số nổi. Em quay một cái tổng thể cho anh em mình xem. Nhìn đâu là biết cổ liền anh em ha, cặp kim rất đẹp. Ở đây thì anh em không phải chỉnh nhanh chậm ở cái quả lắc anh em ha, anh em chỉnh nhanh chậm ngay trên mặt số luôn. Đó, ngay trên mặt số cái này. Qua trái là chậm, qua phải là nhanh anh em ha. Ở đây là có cần tắt chuông rất là tiện dụng ha. Silent là im lặng, anh em gạt đây là im lặng nè. Anh em để xuống dưới là chim là đổ chuông nè. Đó. Rồi. Đây. Nhìn tổng thể của nó rất là ngầu anh em ha. Mặt nó nhỏ hơn mặt 13 mà, nhưng mà cái hông của nó anh em coi nhìn nó vạm vỡ anh em ha. Nhất là những chiếc bọc bổ thường cái hông nó sâu lắm. Rồi anh em mình đi soi cái mặt sau anh em ha. Anh em đi soi cái mặt sau còn bọc bổ ha. Đây nè. Đây
đấy, xa xa cho anh em coi cái tổng thể mặt sau ha. Đó, sau anh em soi kỹ vô giùm em, người mua cũng vui, người bán cũng vui, nhất là mấy anh em ở xa. À, anh em ở gần thì qua xem trực tiếp không nói, anh em ở xa thì anh em mua trên mạng online mà, anh em phải kiểm tra kỹ vô, soi kỹ vô. Đây canxi đây, đó. Đây anh em coi ha, đó anh em coi cái chiếc máy cổ của nó nhìn phê rồi anh em. Đó, thì cái chỉnh nhanh chậm là nó do cái lá mía trên đây nè anh em ha. Đó, nó rút lên rút xuống đó, là nó chạy nó kéo cái quả lắc lên ha. Đó, anh em cái cơ chế này rất là hay. Đó, cái cơ chế này đồng hồ Mỹ nó xuất hiện rất là nhiều anh em ha. Đó, con này là con sản xuất đó, anh em thấy cái logo cánh chim của Canxi mà đó, xuất thị trường Mỹ anh em ha. Đó, cái quả lắc nó là quả lắc không có chỉnh được anh em ha. Đó, nó chỉ chỉnh ở trên thôi. Đó, quả lắc zin đó, cấu hình của nó là 5 gông 5 búa anh em ha, chơi một bản Westminster truyền thống 5 gông đồng. À, còn đầy đủ khóa gông à, đầy đủ hết anh em thấy cái cơ chế của mấy con cổ nhìn nó lạ anh em ha. À, nó kéo bằng những cái lẫy như thế này à, rồi. À, em xồi từ từ cho anh em mình xem ha. Riêng cái chi tiết phần máy thì cũng như mọi khi anh em ha, em có để cái link website phần mô tả, anh em có thể vào anh em xem chi tiết chiếc máy này ha. Riêng về phần máy thì bên em luôn bảo hành 2 năm toàn quốc anh em ha. Đó. Chiếc máy là trái tim con đồng hồ cho nên lúc nào nó cũng phải được ưu tiên bảo dưỡng kỹ trước khi giao luôn, đó là quy trình bắt buộc anh em ha. Không cần biết chiếc đồng hồ đó bao nhiêu tiền ha. Đó. Tất cả máy móc đều phải được rút ra vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng cho nó về trạng thái gần như là hoàn hảo nhất. À, để anh em mình chơi cho nó lâu anh em ha, nó có cái độ bền và anh em mình không có lăn tăn. Đó, không có lăn tăn mà chạy mua đồng hồ đâu. Tới lúc mà hư sửa chạy lòng vòng đi kiếm hỏi người này hỏi người kia mất thời gian. Bên em là bảo hành 2 năm toàn quốc. Đó, bảo hành là bảo hành ha, hư là sửa anh em ha, không có hỗ trợ gì đây hết á. Đặc biệt là anh em chơi với em là không có bụi ha. Sạch sẽ tươm tất, làm gì làm độ sạch sẽ nó phải có, sạch đẹp nó phải có anh em ha, dù nó cổ hay là nó như thế nào nữa chơi nó phải sạch sẽ. Đó, bỏ tiền ra chơi còn về làm cái này làm cái nọ nữa thôi chứ bỏ tiền ra chơi làm cái gì anh em ha. Tất cả mọi thứ là em đã lo hết rồi, anh em chỉ việc về là chơi thôi. À, trong ngoài trước sau là em lo hết rồi. Anh em mình tới phần test chung, anh em mình nghe Westminster nha. Sáng ăn cơm sườn nó qua rồi, giờ tới chiều ăn nước tương đi.
anh em nghe thấy sao ạ? À, âm nó không có to đâu nha anh em. À, âm nó không có to, nhưng đặc biệt nó, cái độ ngân của nó rất hay anh em ha. Anh em nghe kỹ, anh em thấy cái độ ngân của nó rất là sâu. Đó, đặc biệt là những cái dòng cổ thế này anh em, nó quýnh, nó có cái độ sâu, độ ngân rất là sâu, rất là hay ha. Rất là đã luôn, nghe rất là phê anh em ha. Nhất là anh em mình bỏ vô cái phòng kính, nghe mình nghe nó không bị chói tai ha. Đó, nghe cái độ ngân của nó rất là sâu. Đó, rất là hay luôn. Đó, một con Kenji cổ số nổi quá trời, con này cực kỳ sâu trụ anh em ha. À, ok anh em, về chi tiết phần giá cũng như mọi khi ha, anh em cứ liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để trên màn hình ha, hoặc là nhắn tin thì em sẽ trả lời ha. À. Ok anh em thấy hay, hãy cho em một cái nút đăng ký ha, một nút chuông kế bên để nhận thông báo em sẽ review những chiếc đồng hồ, những món đồ xưa gửi đến cho mọi người mình tham khảo. Em còn rất là nhiều, nhưng do tính của em thì em rất là kỹ trong vấn đề giao lưu ha. Em thích con nào nó ra con đó, đó cho nên là em không có quay một lần nhiều con anh em ha. Con nào nó ra con đó cho nó kỹ. À, anh em mình mua cho nó có cái nhìn nó sâu hơn ha, không có gì mập mờ ở trong đây hết. Tất cả bao nhiêu là nó sẽ lột tả qua con đồng hồ hết, qua cái video clip hết. À, không có mập mờ, chơi với em mà không có mập mờ. À, anh em cứ xem kỹ, người mua cũng vui, người bán cũng vui anh em ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip, hẹn mọi người vào video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.